Cùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là sẽ cùng nhìn nhận đánh giá lại cái tuần giao dịch thứ 3 của tháng 9. Trong cái tuần vừa qua thì chúng ta có những cái điểm gì cần phải lưu ý. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ lướt lại tất cả danh mục các mã cổ phiếu rất là cơ bản, các nhóm ngành cơ bản. Còn các cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở phần dưới của bản tin, thì chúng ta sẽ lần lượt trả lời các cái câu hỏi của anh chị. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài cái ý chúng ta nhìn nhận ở cái góc độ xu hướng của thị trường trong tuần mới, nhìn nhận đánh giá chỉ số index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. Thì như thường lệ cái bản tin của chúng ta thì sẽ có 3 phần như vậy. Và trước khi đi vào cái chi tiết thì một số các anh chị có comment là tại sao bản tin nói mờ. Thì khi mà Hùng Lê vừa up video lên á, thì YouTube nó sẽ cần một khoảng thời gian khoảng đâu đó khoảng tầm 10-15 phút gì đó nó xử lý hình ảnh. Và sau đó khi nó xử lý hình ảnh xong á, thì nếu như các anh chị mà xem ở trên trên bản laptop á, thì các anh chị sẽ bấm vào cái biểu tượng của hình bánh răng này và chúng ta sẽ chọn cái chất lượng đó, thì nó sẽ có những cái chất lượng, ví dụ như chất lượng cao nhất là 720 đó, thì đối với chứng khoán là chúng ta chỉ cần 720 thôi đó, thì các anh chị có thể nhìn thấy 720 là nó rất là sắc nét ở đây đó, nó rất sắc nét. Nhưng nếu chúng ta chọn về cái chế độ chất lượng, ví dụ như chúng ta chỉ chọn về khoảng 360 chẳng hạn đó, thì chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta nhìn thấy là những cái hình ảnh nó bị nhòe đó. Thì cái này thì các anh chị có thể chọn đó, sau đó thì chúng ta chọn ở cái bản sắc nét nhất ở bản 720 để chúng ta xem. Hoàn toàn tương tự như vậy, nếu ở trên app của YouTube á, chúng ta xem ở các thiết bị điện thoại thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể chọn như vậy. Rồi chúng ta chọn ở cái chế độ 720 thì Hùng Lê, thì khi chúng ta chọn chế độ 720 thì cái chế độ hình ảnh của nó sẽ là sắc nét nhất, thì các anh chị lưu ý như vậy. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta đã trải qua, các anh chị ạ, chúng ta đã trải qua được 3 phần tư của thời gian của năm 2021 rồi, tức là chúng ta đã trải qua 3 quý. Và như vậy thì chúng ta sẽ bước vào cái quý cuối cùng, tức là chúng ta đã đi được 3 phần tư quãng đường của năm 2021 và chúng ta chuẩn bị sang một cái quý cuối cùng của năm 2021. Thì các anh chị của chúng ta thử nhìn lại một cái chặng đường vừa qua, trong 3 quý vừa qua chúng ta đầu tư chứng khoán như thế nào, chúng ta được bao nhiêu, nếu mất thì chúng ta mất bao nhiêu và vì sao chúng ta lại mất đó. Và chúng ta đặt được cho mình một cái mục tiêu, đó là trong một năm thì chúng ta đầu tư chứng khoán, chúng ta gạch ra một cái đầu dòng, đó là chúng ta vạch ra một cái mục tiêu, tức là trong một năm thì chúng ta sẽ đạt được cái tỷ suất lợi nhuận hay là cái kỳ vọng lợi nhuận trên thị trường chứng khoán nó là bao nhiêu đó. Ví dụ như chúng ta đạt ra 30% chẳng hạn trên một năm, vậy thì 3 quý vừa rồi chúng ta đã được 25% chưa, hay chúng ta mới được 20% hay được bao nhiêu đó, thì bao giờ chúng ta cũng đặt ra một cái kế hoạch như vậy. Và tại vì sao chúng ta lại phải đặt ra một kế hoạch như vậy, bởi vì Hùng thấy rằng là tâm lý của nhà đầu tư khi mà chúng ta bước vào thị trường chứng khoán thì phần đa anh chị em của chúng ta là luôn mang một cái tâm lý là chúng ta phải đầu tư có lãi rất là lớn ở trên thị trường. Và khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có 100 triệu, chúng ta có 200 triệu hoặc 1 tỷ thì chúng ta luôn luôn trong con người bao giờ cũng là tôi có 1 tỷ, tôi phải kiếm thêm 1 tỷ nữa trong thị trường chứng khoán ở trong năm nay. Chính vì vậy nên là cái tâm lý của nhà đầu tư phần đa là như vậy. Và chính vì vậy nên là mọi người rất là nôn nóng trong các cái quyết định giao dịch. Rồi, sau đó là mọi người lại sử dụng margin một cách tùy tiện, tức là không có kiểm soát, dẫn đến cái câu chuyện là mọi người khi mà thị trường có những cái biến động mạnh á, thì phần đa là mọi người sẽ không đủ thời gian, không đủ bình tĩnh để xử lý. Đó, và chúng ta cứ luôn vướng vào một cái tâm lý đầu tư rất là mông lung ở trên thị trường chứng khoán thì mãi mãi chúng ta sẽ là như vậy. Như vậy thì chúng ta nên gạch đầu dòng một cái bản kế hoạch của năm 2021. Đó, ví dụ như vậy. Sau đó một cái bản kế hoạch của năm 2022. Đó, trong một năm đó thì chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ tìm kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Đó, và chúng ta cứ bình tĩnh như vậy để chúng ta đi. Đó, và cái tâm lý đầu tư và cái kế hoạch của một năm hoặc là cái kế hoạch của từng mã cổ phiếu nó rất là quan trọng, thì các anh chị lưu ý như vậy.
Thì trong tuần vừa qua chúng ta đã có bản tin video số 173 phân tích và đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam tuần thứ 3 của tháng 9. Thì cùng với đó thì Hùng Lê có lưu ý với tất cả anh chị em, và cái phần này thì Hùng đã nhắc rồi. Thứ nhất là chúng ta phải bám sát cái chỉ số Dow Jones và chỉ số Dow Jones F ở trong thời điểm hiện tại. Và tại vì sao chúng ta lại phải bám sát? Bởi vì trong cái thời gian vừa qua chỉ số này đang có những cái dấu hiệu mà bị mất những cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng ở vùng 30. Đây, các anh chị nào có thể xem lại cái chỉ số Dow Jones. Đây, chỉ số Dow Jones 30 thì nó đang có những cái dấu hiệu, ví dụ nó mất những cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng ở 34.500 điểm ở đây. Đó, thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải hết sức là lưu ý. Dow Jones Future. Đó, còn đây chỉ số Dow Jones đây, anh chị có thể xem đây. Đó. Ở mốc 34.500 điểm ở đây các anh chị. Đó, trong tuần vừa qua, sau đó thì nó bị rơi xuống mốc 34.000 điểm và rất may đó là trong tuần vừa qua thì khi chạm về mốc 33.500 điểm thì chỉ số Dow Jones đã có một tuần phục hồi tốt, phải nói là như vậy. Thì cái tuần phục hồi tốt này nó giúp cho tâm lý nhà đầu tư nó một phần nó ổn định. Còn cái câu chuyện nếu như chỉ số Dow Jones chúng ta bị rơi khỏi 33.500 điểm thì đấy là một cái vấn đề rất là lớn, thì chúng ta cần phải lưu tâm đến chỉ số Dow Jones ở trong cái thời điểm hiện tại. Ý thứ nhất là ý như vậy. Ý thứ hai thì chúng ta có phân tích đến cái xu hướng của giá dầu, thì giá dầu khả năng sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại ở quanh vùng 70 đến 71, và cái điểm test này ổn định thì nó sẽ xác lập lại cái xu hướng tăng điểm của giá dầu. Đây các anh chị, thì chúng ta thấy rằng là giá dầu đã có một tuần nó có một cái tuần test lại cái vùng 70 đến 71 ở đây, và cái tuần thì hiện tại Hùng không có bật cái update dữ liệu nên là không biết là bây giờ giá dầu đang tăng hay giảm, nhưng ít nhất nó cũng đã có một cái đà phục hồi lại ở vùng 74. Thì giá dầu thì nó sẽ có những cái tác động tích cực lên đến nhóm P. Đánh giá về các ngưỡng hỗ trợ và các ngưỡng kháng cự của thị trường thì ông Lê có phân tích một cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của index, đó là vùng 1.330 đến vùng 1.335 điểm, và sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở mốc 1.320, đó là mốc hỗ trợ tuần. Còn trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai đó, cái bản tin này thông thường buổi tối chủ nhật thì cũng sẽ có một cái bản tin tóm lược như vậy. Thì nó sẽ quay lại test ở những cái điểm test kỹ thuật, ví dụ 1.350 và sau đó có thể 1.345 để kiểm tra cung cầu. Thì chúng ta có thể nhìn đây. Đây là biểu đồ của VN Index ở trong tuần vừa qua. Đây các anh chị có thể xem đây. Đây là điểm mà chúng ta ra bản tin tuần. Thì chúng ta có đánh giá cái ngưỡng hỗ trợ tuần, đó là vùng 1.330 đến vùng 1.335 điểm đấy các anh chị. Và trong phiên giao dịch của ngày 21 tháng 9 thì chỉ số Index đã test về vùng hỗ trợ này, và sau đó có một lực cầu long trở lại, đúng không ạ? Và nó chọc thọc sâu hơn, đó là về đến vùng 1.325 trong cái bản tin phân tích định lượng tuần của chúng ta, đó là chúng ta lấy cái index hỗ trợ tuần. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó, và trong trước khi mà nó chạm những index này thì nó sẽ test lại ở vùng 1.300. Đây các anh chị có một cái test ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, 1.350. Và sau đó thì nó bị trong đến phiên ngày giao dịch ngày thứ ba thì nó bị rơi gãy qua vùng 1.345, đúng không ạ? Cùng với đó thì chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy cái mốc ở 1.432 và 1.435, và sâu hơn là 1.430 để chúng ta đánh giá cái ngưỡng ngưỡng kỹ thuật trên cái điểm hỗ trợ tuần. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, chỉ số VN30 đây các anh chị. Đó, đây là điểm mà chúng ta kết thúc cái tuần giao dịch cũ và chúng ta ra bản tin video số 173. Đó, thì trong tuần thì cũng là trong phiên giao dịch của ngày 21 thì chỉ số VN30 đã chạm chạm hỗ trợ tuần. Đó, hỗ trợ tuần ở đây đó là vùng lấy vùng 1.432 đến 1.435. Đó, 1.432 đây, 1.432, 1.435. Tức là những cái phân tích này thì chúng ta đã tính toán trước được cái đường đi của thị trường có thể chạm về đến đó thì nó là hỗ trợ. Và sau khi chạm về hỗ trợ tuần thì VN30 cũng đã có một cái lực long và nó test lại vùng 1440 ở đây thành công, và từ đây thì nó bắt đầu có một cái lực kéo long ở trong những cái phiên giao dịch tiếp theo. Đối với chỉ số phái sinh thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây. Đó. Chúng ta lấy cái hỗ trợ index hỗ trợ tuần của nó là 1432 đến 1435 và sâu hơn là vùng 1430. Đối với
Đối với phái sinh thì nó có một điểm sọt sâu hơn 1430, tuy nhiên là cây nến 5 phút liền sau đó thì nó đã lấp lại vùng 1430, tức là chúng ta lấy ở cái biên 1430 làm biên hỗ trợ tuần của phái sinh cũng rất là tuyệt vời. Vậy thì khi chúng ta có trong lòng bàn tay những cái điểm hỗ trợ của thị trường để chúng ta làm gì? Đó, chúng ta phân tích trước và chúng ta nắm được thị trường có thể chỉnh về những cái điểm đó thì để chúng ta làm gì? Thứ nhất là đối với các hoạt động long và short phái sinh thì các anh chị biết rồi. Về đến hỗ trợ thì chúng ta có thể đóng lệnh short và chúng ta có thể mở lệnh long 5 giò. Đó, hoặc về đến kháng cự thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ phải đóng lệnh long và chúng ta có thể mở short test. Đó thì đấy là đối với phái sinh. Còn đối với chứng khoán cơ sở thì khi chúng ta nắm được trong lòng bàn tay đâu là kháng cự của thị trường, đâu là hỗ trợ của thị trường thì chúng ta sẽ rất chủ động trong điểm mua cổ phiếu. Cũng như các cái điểm chốt lãi của cổ phiếu. Ví dụ như khi thị trường chung của chúng ta đi về các cái ngưỡng hỗ trợ, ok chúng ta sẽ cân cổ phiếu và khi thị trường của chúng ta gặp kháng cự thì thế nào các anh chị, chúng ta có thể chốt bớt cổ phiếu, chốt bớt những mã cổ phiếu chúng ta đang có lãi. Đó, vậy thì trong tuần vừa qua index của chúng ta đã phân tích khá là chính xác cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần của bộ ba chỉ số. Và cùng với đó thì Hùng Lê có phân tích cái ngưỡng kháng cự của thị trường. Thì tại sao chúng ta lại phân tích ngưỡng kháng cự? Ngưỡng kháng cự để chúng ta dự báo rằng khi thị trường lên đến đó thì chúng ta cần làm gì? Thì vì kháng cự của thị trường của chúng trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích ở đây, đó là nếu như chúng ta loại bỏ các cái yếu tố bất thường của chỉ số Dow Jones Future và Dow Jones F, nếu như chỉ số Dow Jones vẫn ổn định ở trên mốc 34.500 điểm thì thị trường của chúng ta sẽ đạt những cái kháng cự nào? Thì ông dự báo về cái tâm lý đầu tư xu hướng, đó là index VN30 và phái sinh dự kiến sẽ chạm lại vùng kháng cự 1470 và vùng 1480, đó là cái kháng cự tuần rất hợp lý của chỉ số thị trường. Và cùng với đó thì ông có tính toán một cái tọa độ của index tuần của chúng ta nằm ở vùng 1370 đến vùng 1375 điểm. Thì trong tuần vừa qua trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì các anh chị cũng có thể thấy rằng VN30 của chúng ta đã đi vào biên kháng cự tuần. Đó, đi vào biên kháng cự tuần và nó đạt được cái mắc của nó ở đây là 1.475 điểm trong cái biên mà chúng ta dự tính ở 1.470 đến 1.480. Đó, 1.470 đến 1.480 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó, 1.470 và 1.480 thì nó đi mắc lên đây và nó chạm kháng cự tuần. Đối với chỉ số phái sinh thì nó đi được đến 1.465 cộng, tức là suýt soát tiệm cận về vùng kháng cự tuần ở đây, thì khi chạm kháng cự tuần đó thì cái lực nó không đủ mạnh và nó đã bị một cái lực short ở sau đó. Còn đối với chỉ số index của chúng ta có tính toán một cái tọa độ của kháng cự tuần của index ở vùng 1370 đến 1375, và đối với index đi lên cao được nhất đó là lên đến vùng 1.365 điểm thì sau đó là lực nó bị suy yếu. Đó. Vậy thì bản tin tuần giúp cho chúng ta nhận diện một cái xu hướng tổng quan dự báo trong một cái tuần giao dịch mới, để từ đó anh chị của em của chúng ta có thể có một cái bản kế hoạch sẵn. Ví dụ khi thị trường gặp kháng cự tuần chúng ta làm gì, khi thị trường gặp những cái hỗ trợ thì chúng ta làm gì, vân vân và vân vân. Và phần cuối thì chúng ta sẽ nói đến những cái biến động này của index và chúng ta sẽ có một vài cái dự báo về xu hướng của thị trường trong cái tuần cuối cùng. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc của chúng ta. Thì đây các anh chị, cái điểm đánh xanh này chính là cái điểm mà chúng ta ra bản tin tuần 173 và ông sẽ đánh một cái điểm xanh như vậy để chúng ta nhìn thấy được là trong tuần vừa qua thì cổ phiếu của chúng ta đang tăng hay đang giảm hay đang đi ngang. Đó thì chúng ta đánh dấu như thế này thì chúng ta có thể nhìn thấy được đây, 5 phiên giao dịch của tuần mới đây. Thì đối với VIX hiện tại cũng chưa có nhiều dư địa đột biến anh chị. Nó VIX sau khi mà bị rơi khỏi cái vùng 90 đến vùng 92 thì nó đang có xu hướng đi về và sau đó thì cũng có dự báo một cái vùng khoảng 82.5. Về đến vùng 85 này VIX đang có lực hồi, nhưng lực hồi này thì nó cũng chưa thực sự đủ mạnh và khả năng nó sẽ quay lại test lại vùng 85. Vinhome trong thời điểm hiện tại cũng bị rơi khỏi kháng hỗ trợ tuần ở đây là vùng 80 và trong tuần thì đã có những cái thời điểm rơi cao nhất đến vùng 76, và một số các anh chị là có hỏi là chúng ta có bắt đáy Vinhome không thì tuyệt đối là không.
Bởi vì khi mà cổ phiếu nó đang rơi như này, chúng ta sẽ không thể phán đoán được điểm nào cổ phiếu sẽ ngừng rơi và chúng ta có bao nhiêu tiền để mà chúng ta trung bình giá xuống. Ở cái câu chuyện trung bình giá xuống là một cái câu chuyện rất là nguy hiểm trong đầu tư chứng khoán, các anh chị lưu ý như vậy. Thì Vinhome có thể kéo vượt lại vùng 81.5, và từ vùng này thì nó sẽ quay lại test cung và chúng ta sẽ đánh giá thêm các nhịp test cung ở đây. Nếu như nó test thành công thì chúng ta mới mua. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy một cái mẫu hình vận động của Vinhome ở đây, nó rất giống với điểm này rồi. Đó, và khả năng nó sẽ kéo vượt lên như thế này và sau đó nó quay lại test đây, nó có một cái điểm test test lại hỗ trợ và sau đó thì nó có ba cây nến để xác nhận cái điểm test thành công, và từ đó thì Vinhome mới có một cái lực hồi đây, và sau những cái điểm test như này thì chúng ta mới sẵn sàng để chúng ta tham gia, đúng không ạ? Đối với VRE cũng đã chỉ cho các anh chị một cái vùng kháng cự đây, đó là vùng 30 30 nhỉ, bao nhiêu 29.5, vùng 30 đây. Đó, và tuần vừa qua thì khi gặp kháng cự thì cổ phiếu này đã chỉnh về điểm sâu nhất hỗ trợ, gặp hỗ trợ 27.5 này nó có bật lên. Tuy nhiên cái lực bật này thì đánh giá rằng nó chưa đủ mạnh và khả năng nó sẽ có thêm những cái điểm test kỹ thuật của nó quay về đây. Sapeco, SAB thì trong giai đoạn vừa qua nó cũng đã có một cái lực hồi tương đối là tốt để ủng hộ cho thị trường, và bây giờ thì nó đang quay lại xu hướng, nó đang quay lại test ở vùng 156.5 ở đây. Nhìn chung thì khả năng vẫn còn lình trình ở đây trước khi mà nó có thể kéo lại vùng 165 ở đây. Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu của hệ sinh thái Vinamilk thì đã nói rồi, đó là trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ bắt con bò sữa này vắt sữa để uống, và vắt sữa để uống thì chúng ta xác định cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 85 đến vùng 86, đã phân tích cho các anh chị rồi, có thể thăm dò vị thế và chúng ta có thể gom thêm cổ phiếu này ở vùng 87, và trong tuần vừa qua trong tuần trước Vinamilk cũng khuyến nghị trong tuần trước đó, thì trong tuần vừa qua thì Vinamilk đã chính thức có một lực tăng ngắn. Và lực tăng này thì đương nhiên nó chạm kháng cự 92, đã phân tích rồi, và khi chạm kháng cự 92 này thì cổ phiếu này nó sẽ chỉnh, và ở hiện tại chúng đang dự chỉnh về khoảng vùng 90. Đây là cái vùng dự chỉnh hợp lý cho các tài khoản mà đã gom. Đó, Vinamilk thì cũng đã phân tích rất là sớm. Và chúng ta sẽ không tìm tìm lại các anh chị nhá, ngày 13 tháng 9. Ngày 13 tháng 9 chúng ta phân tích ba mã cổ phiếu, đó là GTN, đó là Vinamilk và đó là MCM. Ngày 13 tháng 9. Đó, thì tại thời điểm này là chúng ta đã nhìn thấy được những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu Vinamilk, chứ không phải là đến bây giờ chúng ta mới nhìn thấy đâu. Đó, đấy là những phân tích rất là sớm. Đối với GTN thì chúng ta đã có một cái hành trình tương đối dài, và đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa thực sự nó đạt được cái kỳ vọng. Nó đạt được kỳ vọng đó là nó phải break được cái nền 20 để này nó để đi lên, nhưng trên thực tế thì nó tuần vừa qua 2 tuần là nó chưa break được. Thì với tín hiệu này thì như vậy là GTN lại quay về thủ thủ ở đây thì ta lại mua, không có sao cả, về vùng hỗ trợ đây 18 18 18 3, thậm chí là GTN có thể đánh về vùng 16 năm đến vùng 17 cũng được, chả có sao cả. Về đến đây chúng ta lại gom, và chúng ta liên tục có những nhịp đảo hàng, có nghĩa là về đến đây được gom được vùng giá thấp thì lên đến vùng 20 19 năm 20 chúng ta có thể chốt bớt. Để chúng ta chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn thì chúng ta sẽ gom full hàng đó, và ở trong những cái nhịp như này thì chúng ta cũng có lợi nhuận các anh chị, chúng ta tối ưu hóa cái lợi nhuận của chúng ta đó. MCM thì hiện tại là nó đang có một tuần chỉnh test lại cung ở vùng 58, giao dịch như này thì cũng tạm gọi là ổn cho một mục tiêu ngắn ngắn đấy. MCM thì cũng thanh khoản nó thấp nên là cũng chỉ khuyến nghị khoảng mua vừa, và chúng ta dự kiến có target khoảng vùng 64 đến khoảng vùng 65. Phân tích một số em Mansan, hệ sinh thái của Mansan thì MSN sau khi hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 150 trên 150 thì cổ phiếu trong tuần vừa qua thì chủ đạo nó đang có những nhịp kéo xả và khả năng sẽ test cung lại vùng 140, và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. MML trong một cái khuyến nghị đầu tư, đó là một kênh xu hướng trung hạn, và các anh chị có thể nhìn thấy từ những cái vùng 50 đây là đã bắt đầu phân tích một cái xu hướng trung hạn của em này rồi. Đến thời điểm hiện tại, sau khi chạm cái vùng kháng cự 90 thì em đang có những cái điểm điểm oằn lại đây, và điểm oằn này thì được đánh giá là tích cực khi vùng 85 vẫn được giữ vững.
Với một cái lực thanh khoản gần như không có tiền như thế này thì chỉ cần thị trường ổn định thôi là cổ phiếu này sẽ tiếp tục đánh, và dự kiến thì nó sẽ khoảng ở 100. MSR gương mặt rất quen thuộc, thân quen, và không biết là tạo lập nào đánh nó đẹp được như thế này. Phải nói là đẹp mỹ mãn, đẹp mỹ miền, không còn gì để đẹp nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta xác nhận được một cái vùng kháng cự rất ổn định ở vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Đây là vùng kháng cự rất ổn định và vùng hỗ trợ cực kỳ ổn định ở dưới này để chúng ta gom hàng, đó là vùng 18-19 đó. Và không phải bây giờ đâu, cái em này thì đúng là em mới đánh một cái hình vòng cung elip, phải nói là tuyệt vời đó. Vậy thì chúng ta có cần nhiều cổ phiếu đâu các anh chị, chúng ta chỉ cần theo một con MSR này, chúng ta đảo đi đảo lại nó cũng đã đủ cái lượng hàng để cho chúng ta đánh rồi, chứ đâu chúng ta phải cao siêu nào, phần mềm này nào, bốt này bốt kia nào, là đi học các cái lớp này lớp kia làm cái gì cho nó mất tiền các anh chị. Chúng ta bỏ tiền vào tài khoản và chúng ta lên đây chúng ta đánh thực chiến đó, cho chúng ta đừng có nghe những cái lớp dạy chỉ mất tiền thôi, chữ thầy trả cho thầy. Tại vì sao như vậy? Bởi vì chứng khoán nó là thi đấu về mặt tâm lý đó, còn các cái buổi học và lý thuyết mà người thầy mang lại đó, nó chỉ nằm trên giấy thôi, nó không có trong thực tiễn. Và trong thực tiễn đó nó có bản lĩnh thi đấu, nó có cái từng tình huống một chúng ta thi đấu ở trên thị trường, chúng ta va vấp, chúng ta lỗ, chúng ta mới 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 thấy thấm và chúng ta mới ngấm đó. Ví dụ như vậy thì thay vì cái việc là chúng ta đi học, ok đương nhiên phải học, nhưng mà chúng ta bây giờ kiến thức nó mở rất là nhiều. Các anh chị có thể vào Google search tất cả những cái lượng kiến thức nó là khổng lồ, và cái lượng kiến thức nó là miễn phí, và bản thân những cái video clip thực chiến của Lê đây cũng đang là những cái nền tảng kiến thức mà các anh chị, đây cũng là những cái kinh nghiệm thực chiến đó, để chúng ta biết được à đâu là cái điểm mà chúng ta cần phải mua, đâu là cái điểm chúng ta cần phải bán đó, rồi chúng ta thực hành dần đó, chúng ta cứ mua dần bán dần, mua dần bán dần, rồi chúng ta chắt lọc lại cái gì sai cái gì đúng, rồi dần dần chúng ta hình thành một cái kỹ năng cho chúng ta đó. Và cái đường đi trên thị trường chứng khoán là khuyên các anh chị là chúng ta nên đi chậm, đi từ từ, đi chắc đi bền, còn nếu chúng ta vội vàng là chúng ta chỉ có đi được một đoạn trên thị trường chứng khoán thôi. Đối với VDC sau khi nó chạm vùng 130 thì trong tuần vừa qua thì chúng ta có dự báo về cái điểm test ở vùng 124 thì đến kết tuần là ở trên 124 anh chị nhá. Trong tuần thì có những cái điểm chỉnh nó tương đối sâu hơn, nhưng với cái tín hiệu này thì cũng hoàn toàn là một tín hiệu tích cực của VDC để có thể quay lại vùng 125 đến khoảng vùng 130. HVN, điểm test kỹ thuật của HVN đến thời điểm hiện tại là tạo lập cũng đang neo tương đối tốt ở vùng 25 đến vùng 26. Nói chung thì điểm mua thì cũng không có khuyến nghị, còn các cái tài khoản cầm thì chúng ta lưu ý ở cái biên này. Trong trường hợp nếu như nó bị gãy ở biên dưới 25 thì các anh chị cũng nên chốt. AST sau một thời kỳ đánh lên tương đối là đẹp thì nó cũng đang chỉnh, và cái vùng chỉnh thì có gọi là ke lại ở vùng 53.3 đến khoảng vùng 54, nhưng trên thực tế thì theo như cái tính toán ấy, thì khả năng cổ phiếu này sẽ test lại vùng 52 là đẹp nhất, tức là nó lấp toàn bộ cái gap này và về đến đây thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể bắt đầu giải ngân để chúng ta kỳ vọng một cái trang kỹ thuật mới của AST. ACV đến thời điểm này thì đã khuyến nghị mua, và đối với ACV thì xem lại là không nhớ là những cái bước bước giá kịch bản của ACV ngày 20 tháng 9 là ngày 20 tháng 9 vùng 80 82 đến vùng 84 kháng cự dự kiến cán lại, tức là chúng ta phân tích một cái biên của cổ phiếu này tương đối rộng ở vùng 80 là xác định điểm mua điểm break ở vùng 82 đến vùng 83 84. Tức là trong cái giai đoạn hiện tại đó thì ACV chúng ta có thể canh nhặt ở những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này và chờ nó break vùng 85, test lại 85 thì như vậy là cổ phiếu sẽ xác nhận đánh tiếp. Còn trong trường hợp nếu như cổ phiếu bị gãy vùng 80 thì như vậy là cái điểm mua break này của chúng ta bị sai và chúng ta cần phải SL xử lý, hoặc nếu như các anh chị mà chấp nhận cầm lại được thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái phương pháp chém cá ở trên thớt, tức là về đến vùng 74 thì chúng ta mới xử lý cái điểm mua ở đây. Đó, chứ chúng ta không trung bình giá xuống anh chị nhé. Tức là cái bản chất của
cái phương pháp chém cá ở trên thớt á, nó là trung bình giá xuống, nhưng nó là thời điểm, chứ không phải là chúng ta trung bình giá xuống bằng một cách vô vọng. Đó, cứ thấy giá giảm là mua, cứ thấy giá giảm mà mua, và không biết đến lúc nào cổ phiếu mới kết thúc cái đà giảm giá. Đó, thì chúng ta lưu ý cái điều như vậy. Đó, chúng ta tuyệt đối không trung bình giá xuống. Bởi vì đấy là một cái hành động rất là nguy hiểm trên thị trường chứng khoán. Bảo Việt thì cũng đã tốt rồi, tức là trong tuần trước thì cũng đã có phân tích cho các anh chị về cái lực cầu của Bảo Việt tương đối tốt, và trong tuần này thì Bảo Việt cũng đã đánh được, vượt thoát vùng 57 và có hai cây nến test tương đối là tích cực, tương đối tích cực, và với cái xu hướng như hiện tại thì Bảo Việt hoàn toàn có thể, trong nhịp này có thể kỳ vọng đánh về lại vùng 61.5 đến khoảng vùng 62 là được. PNG sau những lực đánh ở đây, nhìn thì tích cực rồi, nhưng mà khả năng thì nó vẫn còn phải có những cái lực test lại nền, và những cái điểm test kỹ thuật của PNG đó là vùng 88 đến vùng 90. Đó, tuần trước nó có một điểm test này, sau khi nó chạm kháng cự nó test này, xong đấy là nó chạm kháng cự này, nó test lần hai này, và chạm kháng cự thì khả năng nó sẽ quay về test lần ba ở trong cái biên này, và các cái tài khoản mà đang cầm PNG thì có thể canh mua thêm ở cái vùng đó, nó khả năng nó hợp lý. MWG, như vậy MWG đã đóng góp một phần rất là tích cực về mặt điểm số. Trong tuần thì nó cũng đã đạt về cái ngưỡng kỳ vọng đó là 130 trên 130, và xa hơn có thể vùng 135. Sau một cái phiên kéo mạnh như thế này thì xu hướng MWG nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại ở quanh vùng kỳ vọng, đó vùng 130. Vùng này mà không gãy thì nó sẽ hoàn thành cái vùng giá mục tiêu tiếp theo, đó là vùng 135, và sau khi thoát 135 rồi thì căn cứ thực tế thì chúng ta sẽ có thể xây ở cái xu hướng target tiếp theo, và MWG thì hiện tại đang giao dịch tương đối là tốt. MG thì kháng cự tuần của nó đây 68.5 và biên hỗ trợ kỹ thuật của nó 63.5 đến vùng 64, các anh chị lưu ý. Nhóm nhựa thời điểm hiện tại chúng ta phân tích mã cổ phiếu Bao Na. Nhìn chung thì Bao Na vẫn đang ở trong một cái trạng thái tích lũy ở vùng 15.6 đến khoảng vùng 16, các anh chị, chưa có nhiều các yếu tố đột biến. Mục tiêu ở trong nhịp này thì Bao Na sẽ về khoảng 17.5 đến vùng 18. Lực cầu hiện tại thì đang tương đối là thấp, chính vậy nên là Bao Na sẽ cần thêm thời gian. DAG, sau một cái gọi là một thương vụ làm ăn chớp nhoáng của DAG đây. DAG 17 tháng 9, 15 tháng 9, 15 tháng 9 bắt đầu có thể bắt con pen DAG ở vùng 5.7 đến 5.75 ngày mùng 5 tháng 9. À xin lỗi cả nhà, ngày 15 tháng 9. Và sau thương vụ này rất nhanh, rất nhanh, và đến sau khi cán vùng 6.5, đề nghị anh em chốt hàng và đã ghi nhận mức lãi ở 6.5, là đã ghi nhận mức lãi 18%. Đề nghị anh em chốt lãi ở vùng 6.95. 6.95, bản tin này được đưa ra ngày 22 tháng 9. Xong đến ngày 23 tháng 9 chốt bớt nữa, tức là trong phiên ngày 22 tháng 9 đây các anh chị, 6.95. Chúng ta chốt giá trần luôn và bị lái cướp mất giá trần. Vì sao chúng ta lại chốt ở vùng này? Nó một cái điều rất là đơn giản, đó là các anh chị có nhìn nhìn sang cái ngọn nến ở bên này, ở cây núi đó, thì đặc đặc tính tạo lập của DAG đó là nó đánh rất dốc. Đó, nó đánh rất dốc, nó chỉ có khoảng 3 4 cây thôi là nó có một cái target khoảng 20%. Đó, 30% ví dụ như vậy, và sau khi nó đánh rất dốc như vậy thì nó cũng xuống rất dốc. Đó, và những cái tài khoản nào mà đu ở vùng kháng cự 7 cộng ở đây, đó thì bây giờ nó đã bị một cái mức lỗ tương đối rồi. Và sau khi bị một mức lỗ tương đối rồi thì thứ hai nó lại đạp cho một cây nến này nữa, tức là hàng về đến tài khoản, đó, đạp cho cây nến này và chúng ta bán hết hàng. Và sau khi bán hết hàng thì cổ phiếu DAG nó lại về lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, đó là vùng 5.75 đến vùng 5.8. Thì cái gì ạ? Thì tạo lập lại bắt đầu kéo. Đó. Tức là khi chúng ta tháo hết hàng rồi thì tạo lập lại bắt đầu kéo ở ngọn nến bên này.
và chúng ta ngồi tiếc đó, chúng ta ngồi tiếc, chúng ta ngồi than thân trách trách phận đủ các kiểu thứ luôn. Thì do là gì? Do tại chúng ta thôi, chúng ta không nắm được một cái tạo lập của một cái mã cổ phiếu, và chúng ta không nắm được cái khi nào thì chúng ta nên mua và khi nào chúng ta nên bán. Đó, và về đến đoạn này các anh chị cứ chờ xem, Hùng sẽ làm vòng 2 của cái này cho các anh chị xem, và lại có đâu đó khoảng 15-20% của DAG tiếp theo, vòng 2 rất nhanh gọn. Cổ phiếu APH đến thời điểm này thì chúng ta đang phải như thế nào? Đang phải chờ đợi. Tức là sau khi mà chúng ta gom ở nhịp này thì cổ phiếu lên đến vùng 55, nhưng mà trong cái nhịp này thì chúng ta kỳ vọng, hơi kỳ vọng cao hơn một tí, đó là nó phải đánh lên vùng 60. Bởi vì lúc đó thì nó có khoảng tầm độ 2.000 tỷ của cổ phiếu DH được gom từ vùng khoảng 45 đến vùng 50, thì mình nghĩ là à như vậy là lái nó đang gom ở vùng này rồi, thì chúng ta yên tâm ở một cái target nó xa hơn. Tuy nhiên không sao, đối với đối với APH chúng ta sẽ hoàn toàn có phương án để xử lý, và chắc chắn là không thể thất bại cổ phiếu này được. Đó. HHP nhịp này kỳ vọng ở 14.5 đến vùng 15, và trong phiên giao dịch của ngày thứ năm suýt soát đạt target thì bị đổ. Đổ xong thì với tín hiệu kỹ thuật này thì sẽ phải cần thêm đánh giá lại ở cái vùng kháng cự 13 này, xem cổ phiếu nó tích lũy được không. Nếu không tích lũy lại được thì nó lại đi quay trở lại test lại vùng ở đây này, test lại vùng 12, và vùng này thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta cày cuốc thôi. Bởi vì sao? Bởi vì những cái mã cổ phiếu này chúng ta phân tích những cái vị thế khá là thấp, nên là cái câu chuyện khi cổ phiếu đổ hoặc là các thứ thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, bởi vì là chúng ta chủ động mà, chúng ta chủ động được những cái điểm mua sớm. NHH cũng là một mã ngành ngành nhựa và cũng nhiều anh chị em quan tâm. Thì đối với NHH ở thời điểm hiện tại thì cũng đang quan sát ở đây này, vùng 37 hỗ trợ này, 35 hỗ trợ này, và khả năng cao thì em này sẽ có những nhịp đánh vòng vo ở đây trước khi mà nó có một cái lực cầu để đánh vượt thoát lại vùng 42. Bản chất cái cổ phiếu này là cổ phiếu bo cung, tức là chỉ có các ông gọi là quen biết quánh với nhau thôi, và chính vì vậy nên là mình sẽ bơi theo họ, và mình bơi theo họ thì khi mà chúng ta vào lệnh á, thì ngay lập tức là họ sẽ nhận diện được cái lệnh của bên ngoài, và họ sẽ tìm cách để họ loại bỏ chúng ta ra khỏi cuộc chơi, và chúng ta phải rất cẩn thận, bởi vì thường là như vậy, tất cả những cái mã cổ phiếu khác nó cũng như vậy, nhưng cái mã này thì mình nhìn thấy được cái yếu tố đấy nó rõ ràng hơn thôi. Chứ còn các mã cổ phiếu khác như vậy, nó phải loại bỏ hết tất cả những cái sự đeo bám của nhỏ lẻ, thì khi đó người ta mới có thể kéo cổ phiếu đi một cách dễ được. Đối với FPT, trong thời điểm hiện tại thì những yếu tố tạo lập của nó không có gì thay đổi các anh chị nhá. Ở vùng 95 kháng cự, biên đi ngay 92.5 và hỗ trợ cuối cùng ở vùng 90. DGW DigiWorld đang vận động ở vùng kháng cự 120, và khả năng DigiWorld sẽ có cái sự vận động hình sin ở đây, tức là chạm 120 thì lại đổ lại. Đổ lại thì nó có thể đổ lại vùng 106 đến khoảng tầm 110 tích lũy lại, và chúng ta sẽ chờ thêm. DigiWorld thì cơ bản là cái cách đi của nó là sau một cái nhịp kéo mạnh nhá, thì nó thường có những cái chen kỹ thuật nó đi ngang đó, đây này đó, rồi nó mới kéo này, rồi sau một cái nhịp kéo này thì nó lừng khừng đi ngang, nó lại kéo này, nó lừng khừng đi ngang ở đây đó, để chúng ta đánh giá thêm. Trong trường hợp nếu như vùng 106 mà không gãy thì khả năng kéo tiếp là còn, còn gãy 106 thì hỏng. CMG cảnh báo vùng kháng cự mạnh vùng 63 đến vùng 65, đây các anh chị lưu ý. HAH à, xin lỗi, HVH. HVH cảnh báo vùng kháng cự mạnh ở vùng 11 đến vùng 11.5 ở đây, và như vậy là VH đã đổ rồi, và với hai phiên chốt tương đối mạnh như này thì khả năng nó sẽ quay về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây. Đâu đó khoảng vùng 9.5. Đó, vậy thì cái việc mà chúng ta nhận diện được cái xu hướng của thị trường, chúng ta nhận diện được cái xu hướng kháng cự, đâu là kháng cự, thì đấy là thời điểm mà chúng ta chốt hàng, chốt để chúng ta gom tiền về, và đâu là cái những cái thời điểm để chúng ta giải ngân. Đó, đây các anh chị, HVH là ngày xưa là chúng ta bị kẹp ở đây này. Đó, xong đó chúng ta đảo nhịp 1 này, xong nó xuống đây chúng ta đảo nhịp 2, và cái nhịp này thì gần như là lãi tưng bừng, chứ không còn có cái câu chuyện lỗ nữa, đúng không ạ? Đó, chúng ta bị kẹp ở bên này, chúng ta đảo nhịp 1 là đã lãi chưa hết, gọi là nếu mà ai mà đảo khéo á là coi như bằng mặt. Đó, xong đó thì đảo tiếp nhịp này thì coi như là lãi luôn, không có vấn đề gì cả. Đó, cứ bình tĩnh thôi.
Đó, không phải vội vàng. Cổ phiếu ICT, đó, em này cũng rất nhanh gọn. Chúng ta bắt ICT ở vùng 18 đến vùng 19, sau đó thì lên vùng 24. Và đến cái vùng này là thôi, chúng ta tạm biệt, tạm biệt chim én. Thế thôi, nó đơn giản như vậy. Đấy, ICT này, ICT. Tức là chúng ta nhận diện được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta vào hàng ICT. Ok các anh chị, ngày 30 tháng 8 đây. Đó, trả cung quanh 17.5 đến vùng 17.8, cân thêm điểm 2. Và điểm 1, thế thì chứng tỏ là điểm 1 chúng ta có một cái điểm 19 tháng 8. Đó, ICT muộn nhưng chưa hết cơ hội ở vùng 18.3, 18.5. Đó thì chúng ta bắt ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây và lên đến đây thì thế thôi, chúng ta chốt. Chốt xong thì chúng ta lại chờ cơ hội mới. Đó, ví dụ như ICT rất có thể với cái lực lực đánh như hiện tại như này thì ICT nó sẽ bắt đầu nó phân phối. Đó, nó phân phối thì nó view lại về dưới này là tất cả những cái tài khoản bắt ở đây là SL hết, không có ai có thể chịu nổi bắt ở vùng trên này mà về đến đây đâu. Đó, về đến đây thì về đến đây khi những tài khoản này SL thì team của chúng ta lại mua. Đó. Ở nhóm ngành setup thì có lọc ra một số các mã cổ phiếu cơ bản. Còn đối với những cái mã cổ phiếu ví dụ HDG, HDC hoặc là VPG, KDH, những cái mã mà nó đã phi 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 lên tận trên kia thì các anh chị nào quan tâm thì có thể inbox hoặc là có thể comment ở trên bản tin thì cũng sẽ giải thích, còn chúng ta không có phân tích. Bởi vì phân tích là nhiều lúc mọi người sẽ nháo nhào mọi người mua. Cái câu chuyện nó là như vậy. DG như vậy là kháng cự 35 vẫn tương đối là mạnh. Tuần này thì kháng cự này cũng chưa thể vượt qua, có hỗ trợ 31.5 trong tuần vừa qua và có thể có vùng hỗ trợ 30 trong tuần mới. Với xu hướng hiện tại của DG thì khả năng nó sẽ quay về test vùng 30. Tín hiệu hiện tại đang khá là yếu. LCG thì sau khi chúng ta chiến đấu khúc 1 ở đâu? Khúc 1 từ vùng 12 lên vùng 17 xong thì ở đây là LCG nó đang có những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Gọi là tín hiệu break, break nền đó các anh chị. Và thông thường thì đa phần là ngày xưa mọi người là cứ break là mọi người cắm đầu cắm cổ mua đấy. Đó, nhưng mà cái điểm mua break là cái điểm mua rất là hạn chế. Trong quan điểm phân tích kỹ thuật của Lê là như vậy. Thì tuần vừa qua nó có những điểm chỉnh kỹ thuật này quanh 18 này là đẹp. Gom này. Sâu hơn thì chúng ta có thể tính ở vùng 17 này và sâu hơn nữa là có một điểm ở vùng 16. Trong điểm gom break của LCG có 3 điểm như vậy, chúng ta sẽ chú ý và có thể thêm một cái biên 18.5 đến vùng 19. Tuy nhiên ở trên này thì chúng ta gom ít thôi và chúng ta sẽ chờ những cái điểm test kỹ thuật ở đây để chúng ta gom thêm. Đó, và cái việc phân bổ điểm mua break rất quan trọng các anh chị nhé, rất quan trọng. Chứ mà điểm mua break mà có 1 tỷ là sán 1 tỷ vào một phát là nó đạp cho nháo nhào khoảng 3 phiên là thôi, là chúng ta nôn hết hàng ra, và khi chúng ta nôn hết hàng ra thì đấy là thời điểm mà tạo lập nó lại kéo lại cổ phiếu, nó rất là khó chịu. IDC tuần vừa qua đánh tương đối là tốt, đã break vùng 48 và suýt soát tiệm cận được cái kháng cự 53.5. Hai phiên chỉnh kỹ thuật và như thế này thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng test lại vùng 10, vùng 48 các anh chị nhá. 48 mà ổn định mà không gãy là ngon. Sell chúng ta có một cái vùng kháng cự ở đây 11.5 đến vùng 12. Trong tuần thì đã có điểm suýt soát chạm vùng 11.5 và sau đó nó bị đổ lại. Cái vùng kháng cự 11 thì đã cảnh báo rồi, còn cái vùng 11.5 đến vùng 12 đó là target kỳ vọng. Nhìn chung với lực đánh này của sell thì nó lại quay lại đây thôi, nó lại quay lại vùng 10. Kiểm tra lại. DRH đến thời điểm hiện tại là oánh tưng bừng, nói chung là đánh tưng bừng và DRH thì cũng đã đạt được những cái target cực kỳ cao ở khoảng vùng 15 các anh chị. Và nó đang có những cái phiên kéo xả ở đây, thì đối với DRH nó kéo xả như thế này thì chúng ta sẽ có thêm các cái phân tích về xu hướng của nó ở trong tuần mới. Và đối với em này thì đang kỳ vọng một cái câu chuyện nó xa hơn. Nó xa hơn đó là nó break được vùng 15 và sau đó thì nó mở một cái trang kỹ thuật ở đây. Bởi vì trong cái thời điểm hiện tại là rất nhiều các mã cổ phiếu của nhóm ngành setup là mở trend kỹ thuật hết.
Đó, vậy thì DRH nó cũng đang có những cái manh mún. Đây, chỗ này đang có những cái manh mún các anh chị có thể kỳ vọng lên. EGC thì trong tuần đã có. Hiện tại thì trời đang mưa khá là to, chính vì vậy nên là có thể quá trình thu âm thì các anh chị có thể nghe thấy những cái tiếng ồn của tiếng mưa. IDC đã chạm vùng kháng cự 30 và sau đó thì nó đang có những cái điểm gọi là điểm 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 test kỹ thuật lại. Nhìn chung thì các tài khoản mà đang cầm thì chúng ta có thể cầm bởi vì nó có một cái hỗ trợ 28 ở đây. Và biên của IDC thì nó là vùng 28 đến vùng 30. HBC ở thời điểm hiện tại là cũng đang rơi vào cái tầm ngắm của Hùng Lê rất là sát sao. Vì sao? Vì nó đang tức là cái câu chuyện là sau những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây và nó đang đánh ở đây nó khá là vòng vo và khiến cho nhà nhà đầu tư của chúng ta tương đối khó chịu. Nhưng nếu như chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ kỹ thuật, trên một cái góc độ kỹ thuật gọi là trend kỹ thuật dài, thì HBC cũng đang có những cái manh mún, đang có những cái manh mún đi vào một uptrend, đang có những manh mún đi vào một uptrend. Sau một cái xu hướng nó giảm dài đây thì nó đang hình thành lại một cái uptrend ở bên này. Và nó đang có và ở cái thời điểm hiện tại nó đang có những cái dấu hiệu về mặt kỹ thuật. Đó, và sẽ phải chú ý, rất chú ý con HBC. Khả năng nó sẽ là một mã cổ phiếu hay trong những cái thời gian sắp tới. SCR trong tuần vừa qua cũng giao dịch tương đối là tốt. Vùng 13.5 đến vùng 14 đó là vùng kháng cự. Sau khi chạm kháng cự thì em này nó đang có những cái điểm chỉnh kỹ thuật và những cái điểm chỉnh này thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá tiếp theo. Đất xanh thì chưa có nhiều yếu tố đột biến, nhìn chung nó vẫn đang đi ngang ở trong biên 18 đến khoảng biên 20 thôi. HHV vẫn đang gặp cái vùng kháng cự dày ở đây, vẫn chưa thể vượt qua được, đó là vùng 21.5, vùng 20. Không có gì thay đổi, vùng hỗ trợ kỹ thuật 20 đến 20.5. ITA, như vậy là ITA của chúng ta đã có một cái hành trình rất là đẹp rồi đúng không anh chị? Rất nhiều những tài khoản đã chốt được ở khoảng vùng 8.4, 8.5 ở đây. Khi nó đạt lại cái vùng kháng cự, gọi là vùng kháng cự mạnh ở đây, và ITA thì chúng ta có một cái hành trình cũng tương đối là dài rồi. Mà trong ngắn hạn thì ITA có một biên 7.7, phiên ngày hôm nay thì ITA bị đẩy bánh đi bán khá là mạnh nên là cần phiên giao dịch của ngày thứ hai để đánh giá thêm ở cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 8.7 ở đây. KBC trong tuần vừa qua giao dịch tương đối tốt, tuy nhiên nó lại cái vùng kháng cự 4445 ở đây, thì đây là cái vùng mà theo quan điểm kỹ thuật cùng thì đây là cái vùng mà chúng ta sẽ chốt và chúng ta có thể giữ lại 10% đến 20% chúng ta neo. Đó, lái kéo đến đâu thì chúng ta sẽ gọi là chơi đến cùng với lái, bởi vì khi mà chúng ta mà đã chốt lãi được ở những cái vùng vị thế ở đằng dưới rồi thì chúng ta còn lại 10 đến 20% cổ phiếu thì nó không phải là vấn đề gì lớn. Đó, rất là yên tâm để chúng ta chiến đấu. Nhóm ngành dầu khí trong tuần vừa qua nhìn chung thì giá dầu giao dịch khá là tốt, tuy nhiên cái mức độ mà tăng giá của nhóm ngành dầu khí thì nó chưa thực sự là kỳ vọng, đúng kỳ vọng theo giá dầu. Gas thì trên cơ sở kỹ thuật thì nó có thể nó còn đi ngang ở vùng 88.5, vùng 90, nhịp này mà khỏe thì đánh về vùng 95. PLX cũng đang ngừng nghỉ tích lũy lại ở vùng hỗ trợ 49.5 đến vùng 50 và kháng cự của nhịp này đó là vùng 52. PET sau khi có điểm đánh break ở đây thì những cái giao dịch tuần này của PET tương đối là tiêu cực. Khi PET tiếp tục rơi và nó đang tiệm cận lại cái vùng 25.5 đến vùng 26, đây là cái vùng mà chúng ta lưu ý. Và đặc biệt lưu ý hơn, nếu như PET bị phá vỡ vùng 24 thì như vậy là cổ phiếu này hết sóng và nó lại quay lại một cái kênh xu hướng giảm giá, các anh chị lưu ý. Ở PXS chúng ta có phân tích con pen này đang mua và hiện tại thì đang lãi được đâu đó khoảng đâu 10% nhỉ.
Vùng 7.2 là vùng kháng cự ở đây. Chúng ta đã có những cái khuyến nghị các anh chị có thể canh chốt bớt PKS. Ngày 22 tháng 9, 6.7. 7.5 đến vùng 8 là té. PKS thì chúng ta mua mua ở ngày 15 tháng 9. Bảy chấm hai là kháng cự này, có phân tích cái kháng cự 7.2 nên là có thể chấp nhận mua thêm một điểm ở 6.35. Và sau khi đạt được đến 7.2 thì nó đang bị đạp hai phiên, khả năng thì nó sẽ có những cái điểm test lại cung kỹ thuật ở 6.3. Kỳ vọng nó sẽ lấp lại cái gap 7.2 ở đây, còn đi xa hơn thì chúng ta sẽ chưa nói đến. Mạnh hơn thì có thể lên đến 7.5, nhưng mà cơ bản là kỳ vọng ở 7.2. MPVT trong tuần vừa qua cũng đang giao dịch khá là xấu rồi, nó bị mất vùng 24 là cái điểm nhấn kỹ thuật thứ nhất, và phiên kết tuần thì đang bị mất vùng 23. Và khi mất vùng 23 thì cái điểm gọi là điểm break kỹ thuật của PVT bị phá vỡ và xu hướng khả năng nó sẽ quay lại test ở vùng 21. PVS tuần vừa qua gặp kháng cự 28.7 và chưa thể break được nên nó đang quay lại ở vùng 27.3, sâu hơn thì nó có thể quay lại test ở vùng 25.7 đến khoảng vùng 26.2. PVD đã hoàn thành mục tiêu ở vùng 22 và đang có 3 cây nến chỉnh giảm ở đây. Dự kiến cái điểm test kỹ thuật của nó ở đây khoảng quanh vùng 21. Test ổn định ở vùng 21 là khỏe. Test ổn định ở vùng 21 khỏe để cái cơ hội mà break lại vùng 22 để có thể đi về nền kháng cự ở đây, đó là vùng 23.5 đến vùng 24. Như vậy là chúng ta vẫn có quyền để xây cái kháng cự ở trên này. Sau khi mà chúng ta có thêm những cái đánh giá, những cái điểm trả cung của PVD ở khoảng vùng 21. OI kháng cự 14 vẫn tương đối là mạnh. Trong 2 tuần vừa qua thì OI đã có những điểm break lên vùng 14, nhưng mà cái lực cầu nó không đủ giữ và nó đều thất thủ ở trong phiên kết tuần. Đó, giữa tuần đó, trên 14, đây cũng có 2 cây lên 14 nhưng cây kết tuần thì nó lại bị hỏng. Như vậy thì ngắn hạn thì OI sẽ có những cái điểm ở 13.2 đến 14 thôi. BSR vẫn là một tuần đi ngang, nhìn chung thì tín hiệu thì vẫn là tích cực, đánh giá là tích cực khi mà em này vẫn ở vùng 18 cộng. Kháng cự tuần của nó vẫn là vùng 19.5 đến vùng 20. POV kép đánh hơi ẩm. Sau khi mà đạt được cái target 1 ở vùng 12.5 đến vùng 12.7 thì POV kép gần như là 2 tuần vừa qua không có nhiều các cái yếu tố đột biến. Test nền ở 11.5, tuần mới thì khả năng quay về test 11.5. PVC hoàn thành vùng giá mục tiêu 11.5 đến 12, nó đang có những cái cây test và khả năng thì nó sẽ test lại ở quanh 11.3. Trước khi mà lực cầu có thể đánh vượt thoát vùng 12, nói chung target của em này về đến đây là được rồi. Chúng ta chốt được rồi và chúng ta có thể giữ lại khoảng 20%. Ok, khoảng 20% chúng ta đu về target 13 đến 13.5 nếu có. Đấy, phương pháp chỉ có như vậy thôi. Ở PVB trong tuần thì nó cũng đã đạt cái ngưỡng kỳ vọng 16 đến 16 và các điểm chỉnh kỹ thuật quanh 15.2 là hợp lý. Điểm 15.2 mà không gãy thì chúng ta kỳ vọng một cái target xa hơn, đó là vùng 17 và xa hơn nữa đó là vùng 19. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang các cái mã cổ phiếu của nhóm banh. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm banh đã có một cái vai trò tương đối là tích cực. Trong cả một cái phiên giao dịch thì nhóm banh tương đối tích cực, giữ nhịp cho thị trường khá là tốt. Cho các cái nhóm ngành khác chốt. Đó, còn phiên giao dịch ngày hôm nay mà nếu như banh mà không đỡ thì thị trường của chúng ta sẽ giảm điểm khá là sâu đó. Vietcombank biên 98 đến 100, khả năng nó sẽ đi ngang ở quanh biên này tiếp. BIDV đang tích lũy ở nền và chúng ta có 3 cái bước giá 375, 385 và 39. Đấy là những cái điểm mà BIDV có thể tích lũy ở nền. Và trong những cái bước giá đó thì chúng ta có thể gom tích lũy, những cái điểm mua tích lũy của
bit để chờ nhóm banh hồi phục và ổn định trở lại. ACB thì nó có một cái kháng cự ở đây. Đó, ngày xưa hỗ trợ thì bây giờ thành kháng cự rồi. 32 và có một điểm ở đây 31.5 và điểm 31, nó có 3 điểm này thôi. ACB thì vẫn đang xu hướng là đi ngang ở quanh những cái điểm này. Công thương trong 2 tuần vừa qua nó có điểm 31.532, xong rồi nó có điểm 30, 31 này, 30. Đó thì công thương cũng như vậy thôi, xu hướng thì vẫn đang tích nền. MBB phiên ngày hôm nay thì đã vượt thoát được nền 28, một cái nền tích lũy cũng tương đối là dài 2-3 tuần gì đó, quanh 27, 275 đến vùng 28 đây. Lực cầu của MBB hôm nay tốt, nhưng mà sau một cái lực cầu tốt được như thế này thì chúng ta sẽ cần thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để đánh giá xem là nó có tốt thực sự không, tức là lực cầu có duy trì được cái tính ổn định khoảng tầm 15 triệu hay không, hay là chỉ có một phiên đánh dốc lên như vậy và sau đó thì không có thêm những cái phiên khác nữa. Xu hướng ngắn hạn thì có thể MBB, chúng ta kỳ vọng MBB hồi về lại khoảng vùng 3x. HD Bank tương đối tích cực ở vùng 24.5 đến vùng 25. Đó, đây là những cái vùng hỗ trợ chúng ta có thể canh mua, chứ những cái vùng trên này thì ối giời ơi tại sao lại mua. Mà tuần vừa qua nó đi quanh vùng 25.5 tương đối là tốt đó các anh chị, tương đối ổn định. Có thể mua tích lũy được. TP Bank trong thời gian vừa qua thì TP Bank là một mã cổ phiếu giao dịch tương đối khởi sắc khi mà nó vẫn giữ tiếp tục giữ được một trend tăng. Tuần qua thì nó break 40, nó test lại những cái điểm test lại 40 tương đối đẹp, và với tín hiệu kết tuần như này thì sẽ kỳ vọng là TP sẽ đánh lên vùng 44. Techcom có phân tích này, điểm hỗ trợ quanh 48 tương đối là dài. Nó đi khoảng tầm mấy tuần rồi các anh chị, khoảng tầm 4 tuần rồi đó, 3 4 tuần. Tuần này thì có break lên được cái điểm thứ hai vùng kháng cự 51 nhưng mà cũng không vượt được, và tuần tới thì nó sẽ đi ở biên 50 đến biên 51 trước khi mà có một cái lực cầu nó phải lớn lớn cơ, lớn lớn lực cầu nó phải tầm độ trên 10 triệu đến khoảng tầm độ 15 triệu cổ phiếu, thì khi đấy thì tách khả năng mới kéo được. SHB kháng cự của nó ở đây vùng 28 mọi người lưu ý, và hỗ trợ kỹ thuật của nó 24 đến 24.5. STB thì vẫn một đường kẻ ngang tương đối là đẹp đó, kẻ ngang rất đẹp, tạo lập đánh giỏi quá, quanh vùng 26.7 và tiếp tục quan sát ở quanh biên 27. Liên Việt Postbank không có nhiều yếu tố đột biến, biên 22 đến biên mấy đấy nhỉ, biên 22 đến biên 24. BVB là một mã banh được khuyến nghị đầu tư, và trong tuần vừa qua thì BVB đã có một cái lực cầu tương đối là tốt, đạt target 22 trên 22. Khả năng thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật quanh vùng 21.5 đến khoảng vùng 22. Các cái tài khoản mà đang cầm BVB có thể canh những cái điểm short test ở đây để chúng ta mua với một kỳ vọng nhịp này sẽ đánh lên khoảng vùng 24. MSB cũng có một tuần giao dịch tương đối là tốt sau những cái điểm test kỹ thuật quanh vùng 28.5 ở đây, tương đối là ổn định và tương đối là bền. Xu hướng ngắn hạn thì MSB có thể đánh lên khoảng vùng 31 đến khoảng vùng 32. OCB cũng là một mã banh rất là hay, tương đối đẹp, và nó đang đi tiệm cận lại vùng kháng cự 25 đến 26. Ở vùng này thì các tài khoản của chúng ta đang đã canh cân rồi thì chúng ta có thể canh để chúng ta chốt. Một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán thì theo ông Lê thì thời điểm hiện tại nhóm ngành chứng khoán nó cũng không còn nhiều cái dư địa nữa, bởi vì nó đã kéo một cái nhịp tăng tương đối là tốt ở trước đó rồi. Và rất là có thể đây là những cái khoảng thời gian mà nhóm ngành chứng khoán nó có những cái điểm kéo long lên sọt xuống, long lên sọt xuống, đấy là những cái điểm mà gọi là phân phối hàng, đúng không? Chúng ta học ở trong phân tích kỹ thuật thông thường người ta sẽ gọi đấy là những cái điểm phân phối hàng. Thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý, đó là nhóm ngành chứng khoán thì các anh chị có thì chúng ta cũng phải
hiện thực hóa những cái lợi nhuận của chúng ta, đúng không? VCI thì trong lúc này nó có kháng cự 65 và hỗ trợ cuối cùng của nó là vùng 60. HCM đã có một lực hồi, tuy nhiên nó lại chạm lại về vùng kháng cự ở đây 55 đến vùng 56 ở đây. Khả năng thì nó sẽ bị có những cái lực chốt quay trở lại ở đây. SSI sau vùng chia cổ tức thì SSI đã đi ngang 2 tuần, 3 tuần rồi. Và sau 3 tuần đi ngang như vậy thì chúng ta không nhìn thấy một cái động lực nào của SSI. Và trong trường hợp nếu như SSI mất vùng 40, tức là nó xuất hiện một cái cây nến mà thõng xuống như này, thì đấy là một cái dấu hiệu cực kỳ xấu của SSI. Chúng ta lưu ý. SHS cũng như vậy đó, nhóm ngành chứng khoán là gần như vậy, đang đi ngang và đi sau một cái bình nguyên, các anh chị như vậy nhớ như vậy, sau một cái bình nguyên này thì nó sẽ là một cái chân trời hay là một cái vực thẳm. Thì thông thường là khi sau một cái giai đoạn mà cổ phiếu tăng trưởng rất là tốt rồi đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, SHS mà nếu mà không nhầm mà chúng ta phân tích ở những cái vùng từ tận gọi là nếu mà tính giá trước chia là đâu đó ở khoảng vùng 15 16 ở đây, mà bây giờ đã tận vùng 30 38 40. Như vậy là nó đã có một cái trend kỹ thuật cực kỳ tốt rồi. Và sau một cái trend kỹ thuật cực kỳ tốt đó thì nó sẽ đi ngang phân phối, và sau khi nó phân phối hết hàng thì có rất có thể là nó sẽ đi vào một cái chu kỳ giảm giá, nên nhóm ngành chứng khoán các anh chị lưu ý. Hỗ trợ kỹ thuật của em này ở vùng 35. Trong trường hợp nếu như SHS mà bị mất 35 thì xấu. Cực kỳ xấu chứ không phải là xấu. Ở BVS vùng 32 hỗ trợ, kháng cự ở vùng 36. CTS ở đây nó có hỗ trợ kỹ thuật, khả năng sẽ test lại về vùng 27, 26 đến vùng 27 anh chị nhá. Kháng cự của nó ở đây rồi, nó không thể vượt qua được nữa rồi. Kháng cự 30, sau đó có kháng cự 32. FTS tuần trước chúng ta có nói đến một cái nhịp xổ số đúng không anh chị? Đó, nhịp xổ số ở vùng đâu đây này? Vùng 58 đến vùng 60, nhưng mà nó tăng cũng chả được bao nhiêu, lên được đến vùng 65 và ba cây nến như thế này là cũng 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 gọi là quang tèo rồi đấy, cũng gọi là quang tèo rồi, nên là nhịp này không không ăn thua nữa rồi. Tuần tới khả năng nó sẽ quay về vùng quang tèo rồi, như thế này là nó sẽ quay về vùng 55. Sâu hơn có thể vùng 50, và trong trường hợp nếu cổ phiếu bị gãy vùng 50 thì chúng ta lưu ý. VND kháng cự 55 và gần như là trong 3 4 tuần gần đây thì VND đang có một cái điểm từ 48 đến 55 và nó đi tương đối là sát như này thôi, và nó cũng không có nhiều các yếu tố đột biến nữa rồi. Nhìn đi như này là ngán rồi. Vùng lê mà nhìn thấy những cái mã cổ phiếu sau một giai đoạn tăng trưởng và nó không tăng nữa và nó chỉ có đi ngang trong một cái biên nhất định nào đấy, thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải hết sức lưu tâm. Hết sức lưu tâm, bởi vì đấy là những cái thời điểm rất có thể là tạo lập người ta phân phối hàng cho nhỏ này này của chúng ta, và sau khi người ta phân phối hết xong thì cổ phiếu cứ thế là rơi thôi. Nên là phải rất đề phòng. VIX cũng không có nhiều yếu tố đột biến 20.5, và khả năng thì tuần tới sẽ quay lại test 18, gãy 18 thì chúng ta cũng lưu ý đối với mã cổ phiếu VIX. AS hiện tại thì cũng đang là tích cực hơn hơn cả so với các cái mã chứng khoán khác. Khả năng thì nó sẽ giữ lại được ở quanh vùng 17. Nhịp này thì có thể kỳ vọng đánh lên được vùng 19 đến khoảng vùng 19 năm. Nói chung là đây là cái vùng kháng cự rồi. Canh để chúng ta chốt. Rồi, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta chỉ đi phân tích như vậy thôi. Và bây giờ thì chúng ta phân tích thêm một số các cái mã ngành khác các anh chị nhá. Chúng ta sẽ phân tích thêm mã ngành nào. Uống một cụm nước đấy. Thép các anh chị nhỉ, đúng không? Thép cũng đang khá là hot. HPG kháng cự 52 không thể vượt qua được 2 tuần rồi. Tuần tới khả năng sẽ đi lại ở biên 50 đến 51. Hoa sen, như vậy là hoa sen đã đạt đến một cái kháng cự ở đây, đó là vùng 47.
có những điểm test cung lại xu hướng này thì nói chung Hoa Sen sẽ quay về test lại 43.5. Ổn định thì có thể kéo tiếp, còn nếu mất 43.5 thì hỏng rồi. Nam Kim ở trong thời điểm hiện tại thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, nó đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 45 trên 45. Khả năng nó sẽ quay lại ở vùng 43, nếu gáy 43 thì các anh chị cũng lưu ý. TVN ở đây dự kiến là lên khoảng vùng 19 đến vùng 20. Ở các cái tín hiệu kỹ thuật test cung của TVN như thế này là cũng khá là xấu rồi. Tuần tới thì khả năng nó sẽ quay về vùng 16 đến khoảng vùng 16.5. Trong trường hợp nếu như vùng này mà bị 16 đến 16.5, trong trường hợp vùng này mà bị phá thì cổ phiếu nó sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn, và như vậy là kết thúc một cái sóng tăng của TVN ở đây. TLH cũng như vậy. Như vậy là trong tuần thì chúng ta kỳ vọng TLH ở khoảng vùng 24, và điểm cao nhất của TLH đạt được trong tuần trước đó là vùng 23.7. Sau đó nó test lại này, nó test lại vùng 22, như thế này là thất bại rồi này. Phiên ngày hôm nay bị làm như này là thất bại rồi. Ngắn hạn thì nó quay về lại vùng 19.5 đến vùng 20. Và sâu hơn có thể vùng 19, trong trường hợp nếu như cổ phiếu mà bị gãy nền 19 thì các anh chị lưu ý. Chúng ta cũng còn bao nhiêu hàng nữa thì chốt nốt, bởi vì như vậy là hỏng rồi. POM ở đây một tuần đi ngang ở quanh vùng 17, hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là vùng 16, gãy 16 thì các anh chị lưu ý. VGS cảnh báo vùng kháng cự mạnh của nó ở đây là vùng 35 đến vùng 37.5. Các anh chị có hàng thì chúng ta sẽ chốt bớt đi. Trong trường hợp nếu như nó gãy vùng 30 thì như vậy gần như là hết sóng của VGS rồi. Và đây cũng đang đang nghi thôi, đang nghi nó là VGS đang phân phối hàng. Và cái biên phân phối của nó thì nó đang phân phối đây này các anh chị này, nhìn cái tín hiệu đi ngang này, và nó đi ngang quanh 2 3 tuần này nó không bứt thoát được, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta phải cực kỳ lưu tâm. Nếu đang nắm giữ những cái mẫu hình như thế này thì anh chị phải cực kỳ chú ý. Phân tích thêm nhóm ngành thủy sản các anh chị nhỉ, thủy sản xem nào, FMC nhìn chung là cũng ẩm rồi, không còn lực đi nữa. May mắn thì nó còn có một cây đẩy lên được ở khoảng vùng 49. Nếu như trường hợp mà cổ phiếu quay đầu thì đối với FMC các anh chị nên chốt. Vĩnh Hoàn cũng tèo rồi, cảnh báo vùng kháng cự 53, 53.5 là đã phân tích, 53.5 ở đây đã phân tích rồi. Ngắn hạn thì nó lại quay về vùng 47.5 đến khoảng vùng 48. Vùng này tích lũy ổn thì cái cơ hội bật ở bên này, còn nếu gãy 48 thì cũng là kết thúc sóng. ANV gần như là sau khi mà nó đạt được những cái vùng kháng cự kỹ thuật ở đây của nó 34 này, 34 này, đây cũng 34. Đó thì cái việc mà chúng ta nắm được cái quy luật vận động của cổ phiếu ở đâu là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta có thể mua. Đó, ví dụ ANV, các anh chị có thể xem lại những cái điểm phân tích kỹ thuật của ông Lê bắt cổ phiếu ANV, nếu không nhầm nó ở khoảng vùng đây. Rồi tôi bắt một nhịp để chúng ta đưa lên được những cái target gần như mắc target, sau đó chỉnh lại đây thì chúng ta lại bắt tập 2. Nôm na lại bắt tập 3 và tập 4 ở đây thì chờ chờ xem đã. Đó, chúng ta phải xem được những cái yếu tố kỹ thuật của nó thì chúng ta mới bắt được, chứ không phải là cứ 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 hỗ trợ là chúng ta bắt đâu. Nó phải hội tụ rất nhiều các yếu tố để chúng ta có thể mua cổ phiếu. IDI hoàn thành vùng giá mục tiêu 7.8 trên 7.8 và bị đạp. Nói chung nhịp đạp này thì cũng chưa phải là mạnh đâu, vẫn còn những cái cơ hội phía trước, khả năng sẽ có những cái điểm test lại quanh 7 đến 7.15, chúng ta sẽ đánh giá thêm. ASM 2 tuần đi ngang, 2 tuần đi ngang, phải tính là 2 tuần, 3 tuần. 3 tuần em này chưa thể đánh break nền, chưa thể đánh break nền 16.5. Nhìn chung thì chúng ta tiếp tục quan sát mốc hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là 15.5 thì nó vẫn đang giữ được ở 2 tuần vừa qua. Trong trường hợp đây này,
Trong trường hợp nếu như mà em này mà bị mất vùng 15.5 thì chúng ta cũng có thể chốt, bởi vì khi đó thì ASM có thể nó sẽ rơi về lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở dưới đây. Còn nếu như các anh chị mà chúng ta không chốt mà chúng ta chấp nhận chúng ta cầm lại đó, thì sẽ về ở vùng ở dưới này và chúng ta sẽ cover lại hàng và chúng ta sẽ chém cá tiến thớt. Phương pháp đấy thì cái phương pháp rất là quen thuộc của team của chúng ta rồi. Nhóm ngành cao su, ok, sẽ phân tích xem cao su như nào. Ôi, PHR. PHR với tín hiệu như này là giảm rồi. Ít nhất là nó sẽ quay lại về vùng 49.5 đến vùng 50. Sau khi mà nó gặp kháng cự ở đây 55 đến 56, đó các anh chị có thể thấy đây. Như vậy là cái câu chuyện là chốt lãi nó không bao giờ sai cả. Về đến những cái vùng kháng cự là chúng ta cứ mang hàng ra chúng ta chốt. Đúng sai thì tính sau. GVR chạm kháng cự 40 41 ở đây. Đó thì nhịp thứ nhất là nó xả này. Sau đó thì chúng ta tìm lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, nhưng vùng hỗ trợ này khả năng là không ổn rồi. Nhìn thế này không ổn, dòng tiền cắm đầu, đường mác cắm đầu. Sang tuần tới khả năng cái vùng 35 36.5 này không giữ được đâu các anh chị ơi. Nguy cơ cao là lại về lại dưới này. Về dưới này thì chúng ta sẽ dò tìm thêm cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở dưới này thôi. DRC, đó, DRC đã cảnh báo một cái vùng kháng cự ở đây là vùng 36. Nôm na ở đây là vùng 35 36. Và tuần này thì đó, sau một cái điểm đánh như thế này thì chúng ta mới 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 cảm nhận được cái mức độ khốc liệt của thị trường, đó, mức độ khốc liệt của thị trường chứng khoán. Rất nhiều những anh chị em đã đu ở vùng này và họ đạp về đến đây và chúng ta bán sạch, bán sẽ ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó, và sau đó thì nó kéo này, đó, nó kéo 3 phiên, nó về đến đây lại thấy tiếc, nó lại gom 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 ở đây, xong nó lại đạp cho một nhát nữa, đó, sang thứ hai ở đây nếu mà không cẩn thận nó lại làm cho một cây nến nữa thủng vùng 32, thế là xuống thế này lại bán xong nó lại kéo, đó, cái tâm lý đầu tư nó là như vậy, các anh chị cứ thử để ý mà xem. Các những cái phân tích của Hùng á, nó vẫn còn với thời gian ở đó thôi, nó vẫn còn những bản tin tuần, nó vẫn còn ở trên kênh YouTube đó thôi, và các anh chị có thể xem lại. Và trong những cái ý đồ mà phân tích về tạo lập á, đó có cái, nếu không nhầm thì nhịp này bắt đầu phân tích một sóng lên ở đây này, DRC này. Các anh chị có thể tìm lại những bản tin cũ hơn đó. Đó, những bản tin ở khoảng ngày 12 đi, tháng 5. Đó, ngày 12 tháng 5 đây này. Đây tháng 6. À, tháng 7 gì vậy thì tầm tầm đây đó, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta phân tích một sóng lên, còn đây là những cái thời điểm mà rất là nguy hiểm, đây là những cái vùng kháng cự chúng ta hết sức lưu ý. Dễ mà đúng không, chứng khoán có gì khó lắm nhỉ. DRI các anh chị, đó, DRI như vậy là vùng 9 đến 9.5, các anh chị có thể xem lại đây. Đây là những cái thời điểm bắt đầu phân tích một sóng lên của DRI và đang đưa cái target của em này lên vùng 13.5 đến vùng 14, nhưng khả năng cao là với tín hiệu kỹ thuật này thì nó chỉ đạt được đến 13.5 thôi các anh chị. Đây 13.5 này, suýt soát này, đây trong tuần vừa qua thì nó cũng có một điểm 13.5. Vì sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì sau những điểm kéo lên rút xuống và đường mác thì đang tương đối là xấu, nên có thể cổ phiếu này nó sẽ test lại ở vùng 12.5, sâu hơn là vùng 12, tức là nó vẫn còn một cái cơ hội thì nó chưa hết, nhưng nếu trong một cái trường tình huống mà nó xuất hiện một cái cây nến như này đó, thì đấy là cái dấu chấm hết của một trend kỹ thuật cổ phiếu tăng. Và sau một cái dấu chấm hết như vậy thì chúng ta lại ngồi chờ, ngồi rình, nó giống như kiểu con cá sấu ngồi rình mồi. Và chúng ta sẽ rình chờ đến một cái thời điểm nào đó chúng ta cảm thấy hợp lý, đó, ổn định, cổ phiếu giao dịch ổn định trở lại thì chúng ta lại cân hàng và chúng ta bắt đầu một cái chu kỳ mới. Đó với VHG, VHG đó có gì đâu, nếu như mà mọi người mà học thuần về kỹ thuật này, đây vùng kháng cự này thì đây cũng thế, về đến đây thì ta mua làm gì nữa, về đến đây thì chỉ có bán thôi, có hàng thì bán thôi. Đó, tại sao một số các cái tài khoản mà có thể phải phải chịu khó mua ở cái biên này thế nhỉ? Đó. Ví dụ như vậy. 4.2.
lên đến 4.2 rồi thì tham công tiếc việc làm cái gì nữa, đúng không anh chị? Đó, lên đến đây thì tham công làm gì nữa. Tất nhiên có thể là cái không phải là bây giờ cổ phiếu nó giảm á, thì chúng ta mới nói, nhưng cái câu chuyện là lên đến đây nó là vùng kháng cự, ăn thì cũng không được bao nhiêu, mà khi nó đạp cho một nhát là thông thường là chúng ta sẽ bị out. Tức là cổ phiếu bao giờ nó cũng vậy, nó đánh cho chúng ta out, tức là chúng ta mua ở đây này, xong rồi là về đây là chúng ta cắt lỗ này. Biên kỹ thuật của nó là vùng 3.2, khả năng nó sẽ chỉnh về có những cái điểm test kỹ thuật ở 3.2 đến khoảng vùng 3.5, rồi sau đó về đây rồi nó lại kéo lên này. Đó, vậy thì nếu như chúng ta mà muốn mua VHG thì chúng ta nên chờ những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây, và chúng ta cân ở đây chứ chúng ta không cân ở đây. Đó, những cái này là chúng ta làm được chứ không phải chúng ta không làm được. Chúng ta đảo qua một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành mía đường. Ok, FPT. FPT ở thời điểm hiện tại thì cũng đã có những cảnh báo về mặt kháng cự ở vùng 23 đến vùng 23.5. Và nó đã có một lực hồi, và lực hồi này thì chạm kháng cự rồi, và nhìn hai cây nến này thì xác suất cao là nó lại quay lại nền. Tức là nó lại quay lại vùng 20.5 đến khoảng vùng 21. QNS cảnh báo vùng kháng cự ở vùng 55 đến vùng 56. Đây là vùng mà các anh chị có thể có hàng, chúng ta canh chốt bớt. Vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, đó là vùng 49. LSF trong tuần có một điểm đánh break lên. Tuy nhiên điểm này thì nó cũng đang quay trở lại test cung. Thì nó có thể test hai điểm. Điểm test thứ nhất đó là 14.5, và LSF thì có thể quay lại test điểm thứ hai. Đây chính là cái hỗ trợ kỹ thuật của nó mình đã phân tích cho các anh chị ở đây. Nếu như anh chị mà đã xem những cái bản tin trước, đó là vùng 13.3 thì nó có thể có hai cái điểm test kỹ thuật ở đây trước khi nó hình thành xu hướng mới. Nếu như có những cái điểm test này thì chúng ta mua, còn tuyệt đối những cái điểm mua xanh ở đây thì chúng ta cực kỳ hạn chế. Có những tài khoản mua ở vùng 17, mua ở vùng 17 ở đây mà 18 là kháng cự rồi. Tức là 18 là kháng cự nhịp này rồi. Có nghĩa là nếu như nó đi từ đây đúng không, thì nó lên đến 18 nó là kiểu gì nó cũng bị đạp. Đó, vậy thì cổ phiếu nó chạy được lên đến 17 rồi thì chúng ta mua làm cái gì nữa. Đó, ví dụ như vậy. Đó, thì cái đường đi của cổ phiếu nó mình dự báo trước một cái xu hướng như vậy đó. Phân tích một số các mã cổ phiếu khác, ví dụ BMI mọi người cũng đang khá là quan tâm. Đó, ví dụ vậy. Thì BMI cũng đã có một cái hành trình đi tương đối là dài, nó đã break được ở đây này, nó đã break được cái nền 36 đến nền 38 và đi lên được cái target 40. Và hiện tại thì một số anh chị cũng có hỏi là bây giờ xu hướng của BMI như nào, nó sẽ quay lại test vùng 38. Đó, test lại vùng 38 và sau đó thì có thể đi lên một cái vùng kháng cự cao hơn của BMI ở khoảng vùng 44 đến khoảng vùng 45 ở nhịp này. PLC. Đó, PLC như vậy là 2 tuần vừa qua PLC không vượt thoát được. Nhìn chung đây đang là những cái điểm phân phối hàng của PLC, và mọi người cũng lưu ý nếu như bị mất 38 thì chúng ta cũng nên canh chốt. MKSB cũng tương tự như vậy, 3 tuần vừa qua nó không vượt thoát được cái vùng kháng cự của nó đây 35. Nói chung với em này thì trong trường hợp mà bị mất vùng 32 thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên chốt. Bởi vì sao? Bởi vì KSB các anh chị có thể xem lại những cái clip tuần của Lê, bắt đầu từ vùng giá 24 25 ở đây bắt đầu phân tích một sóng lên, và sóng lên này nó cũng đã chạm được những cái target cơ bản về mặt lợi nhuận. Các anh chị phải lưu ý như vậy, nó chạm được những cái target về mặt lợi nhuận, và đây đang là những cái điểm mà lình xình, và sau những cái điểm lình xình đó thì chúng ta phải hết sức lưu tâm. Đó, anh chị có thể nhìn thấy đây, sau những điểm lình trình và nó rơi gọi là rơi miết luôn, rơi không không ngừng đầu. Đó, nó cắm xuống là nó cắm một phát gọi là không thương tiếc, và chúng ta mua phải những cái vùng như này thì về đến đây là chúng ta cắt lỗ, và cắt lỗ xong thì đấy là những cái thời điểm mà tạo lập lại kéo quay trở lại về cổ phiếu. Đó, và đây là những cái vùng rất là nguy hiểm của KSB. Chúng ta phân tích hai mã cổ phiếu, ba mã cổ phiếu của nhóm ngành hóa chất CSV. Như vậy là CSV đã đạt được một cái target phải nói là như mơ ở vùng 74.5, 75 ở đây, và nó bắt đầu có hai phiên xả. Thì sau hai phiên xả như thế này
thì ngắn hạn á, là nó sẽ xả về ở đây này, chắc là phải về lại vùng 52 năm 25 đến khoảng vùng giá 54, và về đến đây thì cổ phiếu có thể sẽ ngừng rơi. DGC cũng như vậy, nó lên được đến suýt soát lên được đến target vùng 180 kinh điển. Ở khi nó đạt được đến vùng 120, tức là trong những cái phân tích mà các anh chị có thể xem đã xem rồi. Ở khi nó lên đến 120 thì chúng ta thấy rằng nó là quá kinh khủng rồi. Đây. Và từ đó sau đó thì cũng có nói đến một cái target tiếp theo ở vùng 150. Và cái điểm cuối cùng mà chúng ta có nói đến ở vùng 180 thì suýt soát đạt 180 thì đang bị chỉnh. Gọi là đang bị chốt. Với lực chốt như thế này thì nó sẽ nói chung là anh chị em chúng ta có hàng thì chúng ta chốt thôi. Chứ bây giờ là nó lãi quá là lãi rồi nên là bán giá nào nó cũng có lãi cả. Đấy, bán giá nào nó cũng có lãi cả, và khả năng á, nếu mà tạo lập mà họ chơi đẹp và thì họ sẽ chơi về khoảng vùng 120, và ở đây thì nó sẽ ổn định tích lũy trở lại ở cái nền này. LAS chưa bị đạp nhưng nói chung là cũng xấu, vì vùng 18 đến vùng 20 ở đây nó không bứt được. Trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu này bị mất vùng 18, nói chung là đang có những cái tín hiệu mất rồi này, thì nó sẽ quay về vùng 16, nói chung là chốt được rồi, có thì chốt. Ok, như vậy là chúng ta vừa đi qua một số các cái nhóm ngành cơ bản nhất của thị trường. Thì chúng ta cũng thấy được rằng gần như đến thời điểm hiện tại thì cái mark target, tức là target mark mà chúng ta xây cho cổ phiếu thì gần như là đã kịch kịch kim. Và gần như các anh chị cũng có thể nhìn thấy là các cái mã cổ phiếu mà mình phân tích thì mình cũng không thể đưa thêm được cái target nó cao hơn, một số ít thôi, nó không phải là đại đa số của thị trường mà nó số ít các mã cổ phiếu mà chúng ta cũng không thể đưa thêm được target, thì đồng nghĩa với việc đó là thời điểm mà thị trường của chúng ta đang gặp những cái kháng cự tương đối mạnh. Và khi nó gặp những cái kháng cự tương đối mạnh như vậy thì nó sẽ có hai phương án để vận động thị trường. Tức là nếu như có những cái yếu tố vĩ mô tốt đó, và sau một cái thời gian nó hấp thụ được hết những cái lượng hàng chốt lãi đó, thì nó sẽ tiếp tục kéo ở trên cái nền tảng, các anh chị lưu ý như vậy, trên cái nền tảng sẵn có của thị trường, tức là thị trường sẽ không có những cú giảm sâu đó, và nó cứ dập dìu như vậy, nó cứ dập dìu như vậy, nó chờ một cái cơ hội để nó đánh tiếp. Thì là phương án thứ nhất, đó là phương án tích cực. Phương án thứ hai đó là phương án tiêu cực, đó là tạo lập sẽ chia lại một cái ván bài mới ở trên thị trường chứng khoán. Thì cái câu chuyện là nó chia lại thì nó trên cái cơ sở nó là một cái sự vận động rất bình thường của thị trường, bởi vì nó đơn giản một cái điều, ví dụ như VND, ví dụ cũng nói như vậy, đây chúng ta sẽ nói đó, ví dụ như VND thì chia lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái tài khoản người ta đã ôm được cổ phiếu VND ở những vùng rất thấp thì sau một cái thời gian đó và cổ phiếu không tăng được, tăng trưởng được nữa, thì đương nhiên ai cũng sẽ lựa chọn, bản thân Hùng Lê cũng như vậy thôi đó, nhìn thấy rằng à tôi đang cầm VND nhưng nó không bứt được vùng 55, ok thì chúng ta thấy rằng à 55 đó là kháng cự, 55 đó là cướp, 55 đó là cái vật ngáng đường đi của chúng ta đó. Và trong trường hợp nếu như nó ngáng mạnh quá, nó xông ra nó chiến mình ví dụ như vậy, thì mình phải làm gì ạ? Mình phải chạy đi đúng không? Đó, chẳng ai để im cho mình cả, chẳng ai đứng im đó để cho mình chịu đòn cả. Vậy thì chạy, thì câu chuyện là gì? À vậy khi một người chạy chưa 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 có vấn đề gì, những người thứ hai chạy à vẫn có thể chưa có vấn đề gì, nhưng khi cả làng chạy rồi, tay to chạy rồi, quỹ lớn chạy rồi, tất cả mọi người cùng chạy vào một lúc, à thì đương nhiên là cái lực cung nó cực kỳ lớn và lực cầu nó không có, và dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến là cổ phiếu giảm giá thôi. Đó, vậy thì nó chia lại, nếu như trường hợp nó chia lại thì sẽ có dấu hiệu để nhận biết cái câu chuyện đó. Ví dụ như đồng loạt tất cả các mã cổ phiếu chứng khoán nằm sàn. Ok, đấy là dấu hiệu đầu tiên để chúng ta nói rằng à nhóm chứng khoán bắt đầu chia lại tiền, hoặc là nhóm banh, hoặc bất kể một cái nhóm nào đó như vậy, hoặc là nhóm cảng biển. Lâu lắm đến giờ chúng ta không phân tích nhóm ngành cảng biển. Vì sao? Bởi vì nó đã có một cái trend tăng trưởng rất là tốt rồi. Và khi nó tăng trưởng tốt như vậy á thì những cái tài khoản mà người ta đang nắm từ đầu, tức là người ta xác định rằng là tôi sẽ bán cổ phiếu đến lúc nào cả làng chạy.
Đó thì họ sẽ cầm cầm và họ lên đến những cái target rất là cao. Đó khi chúng ta phân tích thì một số nhà đầu tư bảo ồ target nó còn đẹp quá, thế là nháo nhào vào thì không may ví dụ như vậy, đến cái thời điểm đó mình phân tích nhưng mà cả hàng nó chạy. Đó vậy thì cổ phiếu nó giảm và mọi người sẽ bị lỗ rất là đau. Nên là ở thông thường những cái thời điểm mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu để chúng ta phân tích á, thì sẽ là những cái thời điểm mà cổ phiếu nó hoặc là điểm mua, thì đấy là những cái thời điểm mà cổ phiếu tích nền. Đấy là những cái thời điểm mà chúng ta gom cổ phiếu tốt nhất, tối ưu nhất nó cho một cái chu kỳ đầu tư của chúng ta. Rồi quay trở lại về thị trường chung thì về về nhóm ngành trước đi, thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời điểm hiện tại thì cơ bản nó chỉ còn nhóm banh sau một cái giai đoạn tích lũy tương đối dài thì khả năng nó sẽ có những cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật để nó đỡ cho những cái nhóm ngành khác nó bị chốt, ví dụ nhóm thép cũng khả năng sẽ bị chốt này, rồi nhóm chứng khoán khả năng cũng sẽ bị chốt này, rồi nhóm trụ thì nó có cái sự phân hóa, nói chung là nó đỡ cho nhau. Nhóm P ở thời điểm hiện tại thì cái lực đánh nó cũng khá là ẩm, tức là nó không dồn tiền để nó đánh một gọi là đánh 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 rát, mọi người hay hay dùng từ đánh rát để nó xác lập được những cái mặt bằng kháng cự mới của cổ phiếu nên nó cũng khá là khó. Nhìn chung về thị trường trong tuần mới, nhìn chung về thị trường trong tuần mới thì các anh chị có thể xem biểu đồ index của chúng ta ở đây. Chúng ta vẫn tiếp tục lấy cái vùng kháng cự tuần của index, đó là vùng 1370 đến vùng 1375. Đây sẽ là cái vùng kháng cự tuần của thị trường. Bởi vì Hùng tính toán cái tọa độ của tuần trước và tuần này thì nó cũng khá tương đồng với nhau và nó chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến để giúp thị trường có thể tiệm cận hơn những cái target cao hơn, và tại thời điểm này thì chúng ta vẫn lấy như vậy. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai gọi là những cái phiên giao dịch đầu tuần thì chúng ta sẽ chứng kiến có thể chứng kiến lại những cái điểm mà index sẽ về lại vùng 1360, và xu hướng trong cái xu hướng ngắn hạn thì index sẽ đi nó sẽ đi ở biên 1350 đến khoảng một biên 360 và có thể sâu hơn là 1345. Đó sẽ là những cái biên kỹ thuật của index tuần. À không phải index tuần, xin lỗi cả nhà, index của phiên giao dịch đầu tuần chứ không phải index tuần. Còn index tuần là chúng ta sẽ lấy vùng 1370 1375, đó là kháng cự tuần, và đối với hỗ trợ tuần thì vẫn tiếp tục lấy lại cái vùng 1330 đến vùng 1335. Và hỗ trợ sâu hơn đó là chúng ta vẫn lấy vùng 1320 cho chỉ số index tuần của chúng ta. Rồi, đối với chỉ số VN30 là một cái chỉ số cũng tương đối là quan trọng thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Ở trong bản tin tuần cũ thì chúng ta lấy cái vùng 1470 đến 1475 đó là kháng cự tuần. Và các anh chị nhìn thấy VN30 đi vào hai lần suy soát nhô lên đến vùng 1475 thì đều bị đạp và đạp khá là tàn bạo. Vì sao? Bởi vì thông thường nó giống như một cái hình tượng một cái xe, các anh chị, cái xe lên lúc lên dốc á, thì nó rồ ga để nó lên, nhưng mà ví dụ như là khi mà nó không lên được và nó chết máy á, đó thì nó bị tụt rất là nhanh, thậm chí là nó tụt xuống chân dốc luôn. Và đây thì đây cũng là một cái hình tượng như vậy. Đây là một hình tượng như vậy. Đó thì các anh chị nhìn thấy một con dốc ở đây đó, và trong phiên giao dịch ở đầu tuần đúng không ạ, con dốc này nó được cố gắng để nó vượt qua nhưng mà hai lần đó. Lần thứ nhất là ông còn phanh được, đến đây là ông phanh lại đó, nhưng lần đến lần lần thứ hai là ông gần như ông không thể phanh được nữa rồi đó. Và nó tụt thì nó tụt tụt xuống đúng 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 gọi là cái điểm xuất phát của con dốc luôn đó. Các anh chị nhìn thấy đấy, đó một cái hình tượng đây, 1432 đây, 1432 đó, một cái hình tượng rất là dễ dễ hiểu. Ở trong trong thực tiễn thì cái sự vận động của thị trường chung chứng khoán nó cũng là như vậy. Thì đối với tuần giao dịch mới thì chúng ta vẫn tiếp tục có kháng cự tuần ở 1470 đến 1475 ở đây các anh chị. Phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó có thể tiệm gần lại vùng 1465 và cái biên hỗ trợ kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày thứ hai 1453 1455 nó sẽ test lại ở đây. Và trong trường hợp nếu như sau những cái điểm test này nó test thành công thì nó lại là một câu chuyện khác, còn nếu như nó test thất bại tức là nó bị gãy cái vùng kỹ thuật ở đây thì khi đó thì chúng ta lại có một cái câu chuyện xấu hơn về thị trường đó. Và đối với hỗ trợ tuần của VN30 đó vẫn là 1 335 1332
và sâu hơn thì là 430, 1430 đấy anh chị. Đây là hỗ trợ tuần. Đó. Phái sinh thì như thế nào nhỉ? Phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Phái sinh sẽ có một cái kháng cự ngắn ở đây, 1455. À, kháng cự tuần của phái sinh chúng ta vẫn lấy 1470 đến 1475. Đấy là kháng cự tuần. À, trong tuần vừa qua thì phái sinh đã chạm đến 1465 cộng. Suýt soát lên được đến đây là 146 mấy đây này, xem nào. 1467, 1467, 1467 và sau đó bị đạp. Thì đối với phái sinh trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta sẽ quan sát biên ngắn ở khoảng 1455 là kháng cự hỗ trợ ngắn kỹ thuật ở đây là khoảng 1445, 1447, 1447. Đấy sẽ là những cái biên test lại ở trong 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 phiên giao dịch đầu tuần, sâu hơn thì có thể ở 1440. Đối với hỗ trợ kỹ thuật tuần của phái sinh và của VN30 thì chúng ta lấy tương đồng khá là nhau, khá bằng nhau. Đó là vùng 1430, 1435. Đây hỗ trợ tuần đây. Nói chung là nó cũng cũng không lệch nhau nhiều, nói chung là cũng không lệch nhau nhiều. Thì về cơ bản là như vậy thôi, và thông thường thì khi mà chúng ta kết thúc một phiên giao dịch đó, ví dụ như là phiên giao dịch bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày thứ năm thì thường thường kết thúc một phiên giao dịch thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích chuẩn bị cho phiên giao dịch của ngày thứ năm, ví dụ như vậy thì Hùng sẽ có những cái phân tích khá là cơ bản để chúng ta test lại những cái yếu tố ở trong tuần, ví dụ chỉ số Dow Jones, chỉ số dầu thô, các cái dạng cổ phiếu, phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh, các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của thị trường đó, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ có những cái phân tích khá là cơ bản, khá là cơ bản để các anh chị chúng ta nắm được là trong phiên giao dịch của ngày thứ năm thì chúng ta sẽ đối diện với những cái gì đó, bởi vì thị trường của chúng ta thì nó luôn luôn có những cái sự vận động, luôn luôn có sự biến đổi, và qua một cái phiên giao dịch hoặc là qua những cái tín hiệu kỹ thuật của các mã cổ phiếu thì chúng ta có thể đánh giá ngay lập tức được cái tín hiệu như vậy nó tích cực hay là nó tiêu cực đó, và các anh chị có thể hỏi Hùng Lê trực tuyến, ví dụ như cổ phiếu này hiện tại đang như thế nào, có mua được tiếp không, hay là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật như vậy thì chúng ta có nên cầm nắm cổ phiếu lại hay không đó, thì Hùng sẽ đưa ra một cái góc nhìn dưới cái quan điểm của cá nhân Hùng Lê, rồi các anh chị có thể tham khảo những quan điểm đó để đưa vào cái quyết định đầu tư của mình, bởi vì là không ai có thể làm thay được quyết định đầu tư của mình đó, bởi vì tâm lý mà, với tâm lý của ông Lê thì có thể tôi sẽ quyết định là đến cái điểm này tôi phải bán, nhưng mọi người bảo ôi tôi chưa bán được, tôi vẫn phải cầm thêm một tí nữa, ví dụ như vậy, hoặc là với ông đã coi cho các anh chị xem cái gì nhỉ, cái DAG ví dụ như vậy đó, cái mã cổ phiếu DAG đó, DAG đến vùng 6.95 là đẩy ngay, không có nói chuyện câu chuyện đó, 30% đến 50% rồi, hôm đấy là để 30%, sau đó đến phiên ngày hôm sau nhìn thấy tụt 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 và nó tụt quay lại vùng 6.95 này là bán nốt, chứ không có câu chuyện gọi là chờ đợi. Đấy là tâm lý của Hùng, nhưng tâm lý của ở nhà đầu tư bảo ô không, có khi là nó xuống đến vùng 6.5 nó hồi lại, ví dụ như vậy, hoặc là có người lại nghĩ là không, nó chỉ xuống đến đây rồi nó lên đến vùng 8 đó, vậy thì cái quan điểm, cái tâm lý đầu tư của mỗi người là khác nhau, nhưng trên cái góc độ về mặt là tham khảo những cái ý kiến hoặc là tham khảo những cái kinh nghiệm của những người mà đi trước á, thì chúng ta sẽ có được một cái góc nhìn nó tốt hơn, nó tối ưu hơn, và cũng rất mong muốn là ở những cái bản tin tuần của Lê thì các anh chị trên kênh YouTube thì các anh chị có thể chia sẻ đến đông đảo hơn đối với cộng đồng nhà đầu tư, để mọi người có thể biết đến và mọi người có thêm một cái kênh thông tin tham khảo. Còn đối với những anh chị em mà đã biết đến Hùng Lê rồi thì cũng trân trọng kính mời các anh chị về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS để chúng ta có những cái tương tác trực tuyến trong cái quá trình giao dịch để hỗ trợ một cách tốt hơn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin tuần tiếp theo, bản điểm tin tuần đầu tiên của tháng 10, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chào đón tháng 10, chúng ta sẽ chào đón quý 4 đó, quý cuối cùng của năm 2021. Và chúc cho tất cả anh chị em của chúng ta có một cái quý giao dịch thành công. Chúng ta sẽ chạy nước rút để chúng ta về đích, để chúng ta sẽ
nhìn lại, chúng ta sẽ đánh giá lại trong năm vừa qua chúng ta đã mua được những mã cổ phiếu nào, chúng ta đã lãi được bao nhiêu, hoặc là chúng ta đã lỗ bao nhiêu, hoặc là chúng ta đã sai những cái gì. Thì sau một năm các anh chị nên có một bản tổng kết lại trong một năm vừa qua chúng ta đầu tư chứng khoán như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ đề ra một kế hoạch cho năm tới, đó, một cái kế hoạch lợi nhuận vừa đủ để chúng ta đủ tỉnh táo, để chúng ta đủ bình tĩnh, để chúng ta cứ từ từ chúng ta đi. Đó, chúng ta đừng có kỳ vọng một cái gì nó quá lớn, nó ngoài sức của chúng ta, và chúng ta vay margin, chúng ta vay tiền của bạn bè, rồi chúng ta vay tiền của bố mẹ, vân 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 vân, những cái đó là chúng ta không nên. Và chúng ta phải hết sức gọi là thận trọng, và chúng ta phải có một cái bài toán rõ ràng, một cái bài toán rõ ràng của một cái năm giao dịch. Ok, như vậy là chúng ta sẽ cùng gặp lại các anh chị trong cái bản điểm tin tiếp theo.